Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Các bạn biết ha, những cái dòng xe điện là những cái dòng xe có thể nói là xu thế hiện tại bây giờ luôn. Và trên thế giới rất là nhiều những khách hàng rất là thích những cái dòng xe điện. Và gần đây Mercedes-Benz bên Duy đã cho ra những cái dòng xe điện rất là mới. Đó là dòng xe EQS 500 SUV nè, EQE 500 SUV nè. Ngoài ra còn có EQE 250 SUV. Đó, những cái mẫu xe điện liên tiếp được ra mắt luôn các bạn. Và để sở hữu một cái chiếc xe điện, và cái yếu tố mà khách hàng quan tâm hàng đầu đó chính là làm sao để mà sạc cho cái chiếc xe điện, cũng như là khi mà đi những cái đoạn đường dài hơn thì sẽ sạc như thế nào, và làm sao để cho cái chiếc xe điện của chúng ta vận hành tốt hơn, cũng như là các yếu tố về bảo trì bảo dưỡng cho cái mẫu xe điện. Thì với clip ngày hôm nay thì Di sẽ giới thiệu cho các bạn ha, những cái thắc mắc đó làm sao được giải quyết. Ok, bên cạnh của Di là cái chiếc xe EQS 580 ha. Thì bây giờ Di sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách sạc cho cái chiếc xe này như thế nào. Đó, thì hiện tại bây giờ là các anh chị khách hàng mua cái chiếc xe điện bên Di các bạn thì đều phải trang bị cái cục wallbox đặt tại nhà. Đó là như thế này. Về với cái giá bán thì nó khoảng gần 60 triệu đồng cho một cái cục sạc như thế này ha. Chúng ta lắp ở nhà, ở trong gara của chúng ta, nhìn nó cũng rất là sang trọng luôn. Đó, và cái ưu điểm của cái cục sạc wallbox tại nhà này các bạn thì nó sẽ thứ nhất là nhìn nó rất là đẹp ha. Thứ hai nữa là nó sẽ tiện lợi, và thứ ba nữa là cho ra cái nguồn điện sạc nó rất là ổn định luôn các bạn. Đó là lý do tại sao là cục sạc của chúng ta nó có giá nó khoảng gần 60 triệu đồng ha. À, bây giờ cái cách sạc thì chúng ta chỉ việc là rút cái cắm sạc này vào trong xe thôi là xong. Đó, khi mà Di cắm vào các bạn thì sẽ có một cái tiếng kít. Đó có nghĩa là cái ngàm của cái chiếc xe của bạn với lại cái chấu sạc này nè, nó sẽ được tương thích với nhau ha. Đó, và đến khi mà các bạn thấy là nó có cái đèn chớp màu xanh lên như thế này, đó là cái xe của chúng ta bắt đầu đang trong quá trình sạc nha. Đó, còn khi mà cái đèn này nó sẽ không còn chớp nữa và nó chuyển sang hẳn màu xanh luôn, có nghĩa là xe của chúng ta đã được sạc đầy rồi. Đó, và cái nhà sản xuất các bạn là khuyến cáo chúng ta khi mà chúng ta sạc điện cho cái chiếc xe của mình để đảm bảo cho cái pin, tuổi thọ của pin nó được tốt hơn và cũng như là xài được lâu hơn á, thì giới hạn ở cái mức là 30% hoặc là 80%, có nghĩa là xe của chúng ta các bạn khoảng tầm 30% là chúng ta sẽ cho vào sạc ha. Và sạc chúng ta sẽ không sạc đầy 100% nha, mà chúng ta sẽ sạc ở cái mức là 80% thôi. Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ sạc hàng ngày. Còn nếu mà chúng ta có một cái chuyến đi dài hơn và chúng ta muốn sạc full luôn 100% thì chúng ta vẫn có thể sạc luôn 100% ha. Đó, nhưng mà cái cách mà để chúng ta bảo quản cho cái pin của chúng ta tốt hơn và chúng ta sạc hàng ngày thì chúng ta sẽ giới hạn ở cái mức là 30% và 80% các bạn ha. Đó, và trong cái màn hình của chiếc xe thì cũng sẽ có cái cách để chúng ta điều chỉnh cái thông số đó. Đó, và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở trong xe luôn để các bạn biết luôn ha. À, các bạn muốn mà cài đặt những cái thông số mình để chúng ta sạc pin đó các bạn, thì các bạn cứ vào nút home đó, và các bạn thấy là ở đây nó có chữ Mercedes EQ nè ha, là chúng ta sẽ vào đây. Đó, khi mà chúng ta chọn vào đây thì các bạn sẽ thấy nguyên cái màn hình về những cái thông số mà để chúng ta sạc đó. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây có chữ là sạc Eco nè. Đó, khi các bạn mà click vào đây các bạn thì nó sẽ định mức luôn là chúng ta sạc tối đa là 80% ha. Đó, tối đa là 80%, có nghĩa là chiếc xe của chúng ta đã mặc định cho chúng ta sạc maximum là tối đa là 80% luôn. Đó, và bởi vì đây là cái mức sạc có thể nói là tốt nhất, cũng như là đây, sạc Eco giảm tải cho ắc quy khi sạc có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của ắc quy và cách thức hoạt động ha. Đó, các bạn sẽ xem ở đây có cái hướng dẫn chỉ dẫn cho cái sạc điện luôn. Đó, và nếu mà các anh chị đi hàng ngày á, thì Di nghĩ là sẽ sạc ở cái mức 80% thôi. Đó, trừ khi là chúng ta có những cái chuyến đi dài hơn đó và chúng ta đã định được cái quãng đường thì chúng ta cứ cho sạc maximum luôn các bạn, là 100% ha, cũng không vấn đề gì đâu. Đó, và đối với cái cục sạc wallbox tại nhà các bạn với cái dung lượng là 11 kW, maximum là 11 kW trên 1 giờ. Đó, đối với cái chiếc xe EQS 580 này có cái lượng pin là khoảng tầm 108 kWh thì chúng ta có thể là sạc đầy cái chiếc xe này thì mất khoảng là 10 tiếng đồng hồ các bạn ha.
đó, 10 tiếng đồng hồ cho cục sạc one box cho cái chiếc xe này. Thì tùy theo cái phần dung lượng pin của chiếc xe mà cái cục one box có thể là sạc khoảng mất khoảng bao lâu. Ví dụ như là EQE của chúng ta các bạn, EQE thì có cái dung lượng pin thấp hơn, hoặc là EQB 250 thì cũng có cái mức dung lượng thấp hơn, cho nên là chúng ta có thể là sạc nhanh hơn ha. Ngoài chúng ta trang bị cái cục sạc one box tại nhà các bạn thì những chuyến đi xa thì chúng ta có thể trang bị thêm cục sạc flexible hay còn gọi là sạc du lịch các bạn, thì nó để trong một cái túi vali ha, rất là gọn, và chúng ta có thể là sạc bằng điện 220 nè, hoặc là điện 3 pha vẫn được bạn, bởi vì đây là cái cục sạc flexible cho nên là chúng ta có thể là sạc rất là đa dạng luôn ha. Đó, và cái ưu điểm của cái sạc flexible là nó giúp cho xe của chúng ta có thể là sạc ở mọi lúc mọi nơi, ở đâu chúng ta có điện là chúng ta sẽ sạc được ha. Và ưu điểm của sạc one box có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái nguồn điện nó tối ưu hơn và coi như là ổn định hơn và rất là sang trọng và rất là tiện lợi đó khi chúng ta sạc tại nhà. Và một cái chuẩn sạc nữa các bạn, đó là sạc DC hay còn gọi là sạc nhanh, thì đây là cái sạc mà Duy nghĩ là nhiều các anh chị khách hàng còn quan tâm nhiều hơn nữa, bởi vì là Duy được biết bạn có một vài nhà đầu tư chuẩn bị là trong năm 2024-2025 sẽ có những cái chạm sạc DC, những cái chạm sạc nhanh được trang bị trải dài từ Bắc ra ngoài Nam mình luôn, và chúng ta sạc chúng ta sẽ trả tiền. Thì đó là khi mà đã trang bị được những cái sạc DC nhanh như vậy thì Duy nghĩ là cái lượng xe Mercedes-Benz hoặc là những cái chiếc xe điện của chúng ta được bán ra có thể nói là còn tốt hơn nữa luôn đó. Và hiện tại bây giờ những cái chiếc xe điện bên Duy dành cho những thật sự là bạn, những khách hàng mà khi chọn những cái chiếc xe điện bên Duy thường là các anh chị khách hàng là muốn trải nghiệm cái công nghệ mới, và cũng như là ở nhà là cũng có rất là nhiều xe rồi và chỉ thích là chúng ta sẽ trải nghiệm thêm những cái công nghệ mới thôi. Và đặc biệt gần đây các bạn thì bên Duy có bán cho những anh chị khách hàng ở nước ngoài nữa đó, ở nước ngoài đã sử dụng cái xe điện của Mercedes-Benz rồi và về Việt Nam tiếp tục là sử dụng xe điện nữa. Có nghĩa là một điều chúng ta sẽ thấy là đối với những cái dòng xe điện hiện tại bây giờ bạn, là một cái thời có thể nói là một cái xu hướng luôn, và Duy nghĩ là trong vài năm sắp tới đây nữa thì xe điện nó còn phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và đối với những cái chiếc xe điện hiện tại bây giờ các bạn, thì về cái quy trình bảo dưỡng, bảo trì cũng như là bảo hành của các những chiếc xe điện nó cũng rất là đơn giản bạn, đơn giản nhiều hơn, thật sự là Duy thấy là đơn giản nhiều hơn so với xe xăng luôn đó. Điển hình là cái chiếc xe EQS 580 này các bạn, thì nếu mà chúng ta đi khoảng tầm 15.000 km chúng ta mới bảo dưỡng một lần luôn, thay vì đối với những cái chiếc xe xăng thì chúng ta chỉ mất là 8.000 cây số thôi chúng ta đã phải bảo dưỡng rồi ha. Thì đây là một cái thông tin mà các bạn thấy là xe điện nó sẽ tiết kiệm hơn trong vấn đề là bảo trì bảo dưỡng nữa. Và đặc biệt bạn, đối với cái chiếc xe EQS, những dòng xe EQS, những dòng xe EQE các bạn, thì pin có thể bảo hành lên đến 10 năm, và EQB 250 thì bảo hành lên đến 8 năm, có nghĩa là tùy theo cái dòng xe bên Duy mà sẽ cho cái mức bảo hành pin khác nhau, cái đó là cái định mức của hãng ha. Đó, nhưng mà 8 năm hoặc là 10 năm thì Duy nghĩ là cũng rất là dài cho một cái chu trình của cái chiếc xe ha. Duy nghĩ là nếu mà chúng ta sạc pin tốt, chúng ta tuân thủ theo những cái cách sạc mà Mercedes-Benz đã hướng dẫn cho các bạn, nhà sản xuất đã hướng dẫn cho các bạn, thì chúng ta có thể là sử dụng cái pin này nó còn kéo dài hơn, có thể là hơn 8 năm, hơn 10 năm nữa. Và Duy nghĩ nếu mà các anh chị tuân thủ theo những cái quy trình mà sạc pin đó thì cái tuổi thọ của cái pin của chúng ta nó còn có thể kéo dài hơn rất là nhiều ha. Ngoài cái việc là khách hàng tự trang bị những cái cục sạc cho riêng mình các bạn, thì hầu như là tất cả những các đại lý của Mercedes-Benz kéo dài từ Bắc chí Nam các bạn đều có trang bị một cái cục sạc, có thể là trang bị cho khách hàng của mình luôn đó. Và các anh chị có thể là sử dụng những cái cục sạc, chẳng hạn như là bên Duy nè các bạn, ở đây thì Duy sẽ có một cái cục sạc đặt ở ngoài cái khu vực đậu xe ha. Thì các anh chị khách hàng mà sử dụng xe điện các bạn, nếu mà có di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Nha Trang, thì ngoài đó đại lý Mercedes-Benz ở ngoài Nha Trang cũng sẽ có một cái trụ sạc như thế này để cho các anh chị có thể là sử dụng ha, hoặc là ở Đà Nẵng, hoặc là ở Hải Phòng, hoặc là ở Nghệ An vân vân. Thì Duy nghĩ là với cái trang bị như thế này thì Mercedes-Benz muốn là cho người dùng của chúng ta có thể là trải nghiệm những cái chiếc xe điện một cách thoải mái hơn, tiện lợi hơn. Đó, ngoài ra thì sắp tới là Mercedes-Benz cũng có thể là đầu tư những cái cục sạc như thế này cho các cái resort 5 sao đó, và sẽ kết hợp với các resort 5 sao để mà trang bị những cái cục sạc như thế này, và có thể nói là miễn phí dành cho khách hàng luôn. Hiện tại thì các anh chị khách hàng có thể là đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy, hoặc là tất cả các đại lý đó, chúng ta có thể là sạc
bằng cái wallbox này ha, sạc miễn phí luôn. Ok, để biết thêm cái chi tiết về những cái mẫu xe điện của Mercedes-Benz thì các anh chị và các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.